Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Xtro. Hôm nay thì mình có lên một cái video về chiếc LG G6 và mình có nói rằng đây là một chiếc máy rất là tốt trong khung giá khoảng tầm là hơn 3 triệu, nhưng chúng ta cũng sẽ có một cái lưu ý khi mà chọn mua nó. Và có một số bạn thì cũng yêu cầu bên dưới rằng là vậy thì mình hãy làm tổng hợp lại một số chiếc smartphone không phải máy Trung Quốc nhưng nằm trong khung giá là 3 triệu mà đáng để cho chúng ta quan tâm đi. Thì trong video này mình sẽ tổng hợp đến cho bạn một số chiếc smartphone nằm trong khung giá đó đáng để quan tâm nhưng không phải là máy Trung Quốc. Và tất cả những chiếc smartphone mà mình liệt kê ra ở trong video này các bạn có thể tham khảo tại Viettablet thông qua đường link mình cho ở phía bên dưới phần mô tả của video. Chiếc máy đầu tiên mà mình mang đến cho các bạn trong cái video tổng hợp ngày hôm nay đó chính là chiếc Sony Xperia Z5 Premium. Tại sao nó lại là Z5 Premium? Bởi vì đây là một chiếc máy có một thiết kế cực kỳ đẹp với ngôn ngữ thiết kế đó là Omnibalance. Với thiết kế này chúng ta sẽ có cái kiểu thiết kế là đối xứng trên dưới, trước và sau, và nó giống như kiểu cái thiết kế phẳng của Bphone. Chúng ta cũng sẽ có khung viền kim loại, hai mặt kính trước sau rất là sang trọng. Ngoài ra thì cái chiếc Z5 Premium này nó cũng sẽ có một cái màu, đó là phiên bản màu chrome, giúp cho các bạn có thể là soi gương lại cái khuôn mặt của mình ở bên trong chiếc máy, từ đó có những cái trải nghiệm khi mà rất khác khi mà các bạn mang chiếc Z5 Premium này đi ra ngoài đường. Ngoài ra thì trên chiếc Z5 Premium chúng ta còn có một cái màn hình siêu sắc nét với cái độ phân giải lên đến là 4K. Từ đó thì cái màn hình của chiếc Sony Xperia Z5 sẽ mang lại cho chúng ta những trải nghiệm là cực kỳ sắc nét, kể cả khi bạn xem video hay là các bạn chơi game, những tựa game mà có hỗ trợ 4K, hay là nó cũng sẽ có những màu sắc rất là trong trẻo bởi vì nó sử dụng cái tấm nền là IPS. Có một số các cái điểm mà nó hơi yếu một tí đó là nằm ở cái phần camera. Camera của chiếc máy này tuy là có độ phân giải là hơn 20 megapixel nhưng mà cái chất lượng hình ảnh của chiếc máy này khi mà chụp ra thì nó cũng sẽ chỉ nằm ở mức trung bình mà thôi. Thế nên khi các bạn mua chiếc Z5 Premium về thì các bạn cũng sẽ phải chấp nhận một cái, đó là camera nó sẽ chỉ dùng để chụp vui vẻ. Cái thứ hai nữa đó chính đến từ cái cấu hình của nó. Cái chiếc Z5 Premium này rõ ràng là cái thiết kế rất là ngon, màn hình rất là ngon, nhưng cái điểm trừ của nó đến từ cái cấu hình con chip, khi mà nó sẽ được sử dụng con chip Snapdragon 810. Đây là một cái con chip xịt của năm 2016 và đã có rất nhiều bạn nói rằng là mua Z5 Premium về để sưởi ấm hay để rán trứng. Nhưng mà trong trải nghiệm thực tế thì mình thấy nó cũng đâu nóng cho lắm đâu, chỉ có cái là cái lúc mà cái con chip nó bắt đầu nóng lên thì nó sẽ bị giảm xung nhịp lại để cho chiếc máy nó không bị quá nóng. Từ đó là các bạn chơi game thì nó sẽ không ngon lành cho lắm một thôi. Còn nếu như các bạn mua chiếc Z5 Premium về để có thể là sử dụng YouTube hay là chúng ta chơi những tựa game nhẹ nhàng và cũng như là lướt web đọc báo thì nó rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển qua cái chiếc máy thứ hai, đó chính là Sony Xperia XZ. Đây là một chiếc máy cũng đến từ Sony, cũng đến từ Nhật, nhưng mà nó lại có những trải nghiệm khác biệt so với cái chiếc đó là Sony Xperia Z5 Premium. Với chiếc Sony Xperia XZ thì chúng ta sẽ có một cái ngôn ngữ thiết kế nó hao hao giống với chiếc Xperia Z5 Premium, nhưng mà cái tên gọi của ngôn ngữ thiết kế này thì nó lại được chuyển sang một tên gọi khác, đó là Monolithic. Và chiếc máy này thì nó cũng sẽ được hoàn thiện từ một cái chất liệu nó cũng hơi khác so với chiếc Xperia Z5, đó chính là cái khung viền nhựa và chúng ta sẽ có mặt lưng bằng kim loại. Khá là đáng tiếc đúng không? Giá như chúng ta có cái phần khung viền kim loại và cái mặt lưng cũng là kim loại thì từ đó chúng ta sẽ có những trải nghiệm nó cao cấp hơn hẳn và cũng như chiếc máy nó sẽ bền bỉ hơn hẳn so với cái việc là sử dụng khung viền nhựa. Nhưng cái chiếc XZ này nó sẽ hơi yếu một chút ở phần màn hình khi mà nó sẽ chỉ có kích thước là 5,2 inch và chúng ta sẽ có độ phân giải đó là Full HD mà thôi. Nó không phải là màn hình 2K, tuy rằng chúng ta vẫn sẽ có tấm nền là IPS mang lại những trải nghiệm nó trong trẻo, nhưng mà trong cái suy nghĩ gì đó thì Full HD sẽ không bao giờ nét bằng 2K. Mặc dù là cái Full HD chúng ta cũng sẽ không thể nào mà nhận ra được so với cái màn hình 2K. Nhưng bù lại thì chúng ta sẽ có một con chip nó khá là diện sò, đó chính là Snapdragon 820 và chúng ta sẽ có bộ nhớ RAM là 3GB. Với con chip Snapdragon 820 thì bỏ qua yếu tố nó hơi bị nóng một tí ra thì chúng ta vẫn sẽ có một cái hiệu năng nó khá là ổn ở thời điểm hiện tại, khi mà nó có thể chiến ngon lành mượt mà những tựa game như kiểu là Liên Quân Mobile Max Setting, hay là chúng ta có thể chơi được Asphalt 9, hay là cũng có thể bắn được PUBG của Mobile ở cái mức đó là Medium. Thì đó đều là những trải nghiệm rất là ngon lành mà con chip Snapdragon 820 mang lại. Ngoài ra thì trên chiếc Xperia XZ này chúng ta cũng sẽ có thêm khả năng kháng nước khá bụi bẩn IP68, tương tự như trên chiếc đó là Sony Xperia Z5 Premium mà vừa nãy mình quên không nói. Camera của chiếc XZ thì nó cũng sẽ nằm ở mức khá mà thôi, nhưng thêm vào đó thì chiếc XZ sẽ được bổ sung thêm tính năng lấy nét bằng laser, từ đó chúng ta cũng sẽ có những cái trải nghiệm khi mà lấy nét trong điều kiện thiếu sáng bằng chiếc XZ là cực kỳ tuyệt vời. Và chúng ta sẽ chuyển đến một chiếc máy tiếp theo mà mình mới chia sẻ đến cho các bạn trong video buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là chiếc LG G6. Đây là một chiếc máy có mức giá cao hơn hẳn so với hai chiếc máy kia, và tất nhiên với mức giá cao hơn thì chúng ta cũng sẽ có những thứ ngon lành hơn trên chiếc máy này. Đó là chúng ta sẽ có thiết kế với khung viền kim loại và mặt kính trước sau, và cái khung viền này nó sẽ được làm vuông vuông và tạo cho chúng ta một cái cảm giác khi mình nhìn vào chiếc máy nó rất là nam tính. Ngoài ra thì cái màn hình của nó cũng sẽ có độ phân giải 2K rất là sắc nét và chúng ta cũng sẽ có tỷ lệ mới đó là 18:9. Nhưng mà sẽ có những cái điểm mà chúng ta sẽ hơi lo lắng một chút, đó chính đến từ vấn đề bóng mờ trên cái màn hình này. Nhưng mà các bạn cũng không lo, tỷ lệ
bóng mờ nó sẽ chỉ nằm ở khoảng là 10% mà thôi. Thế nên nếu như bạn may mắn không phải là 10% trong số đó thì chúng ta vẫn có thể có những trải nghiệm về màn hình là cực kỳ ngon. Màn hình này sẽ có cái vấn đề nó là quang tum, thế nên nó sẽ mang lại màu sắc nó hơi nịnh mắt một tí, nhưng nó vẫn sẽ rất là trong trẻo và không bị ám màu. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có cụm camera kép ở phía đằng sau mặt lưng với một camera góc thường và một camera góc rộng. Từ đó khi bạn mang chiếc LG G6 này đi chụp phong cảnh hay là đi phượt, đi phịch thủ gì đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái trải nghiệm về camera là cực kỳ ấn tượng. Chúng ta cũng có thể cài cái Google Cam vào để chụp hình smartphone, thế nên rằng là nó rất là đầy đủ trên cái cụm camera của chiếc LG G6 này, đúng không? Tiếp đến đó là về cấu hình thì chiếc LG G6 cũng sẽ có một cấu hình rất tốt với con chip đó là Snapdragon 821. Chúng ta có 4GB RAM và chúng ta có 64GB nhớ trong. Với con chip Snapdragon 821 này thì nó là một con chip nâng cấp một chút so với con chip Snapdragon 820, khi mà cái nhiệt độ của nó đã được giảm đi một chút để giúp cho chiếc máy không bị quá nóng trong quá trình sử dụng. Cái thứ hai đó là cái GPU của máy cũng sẽ được nâng cấp lên để giúp chúng ta có những trải nghiệm khác biệt hơn khi mà chơi game với những đồ họa nặng. Có một điểm yếu trên chiếc máy này nữa, đó chính đến từ thời lượng pin, khi mà chiếc máy sẽ chỉ có quả pin là 3000 mAh khi mà nó phải gánh một cái màn hình với kích thước lớn và chúng ta có độ phân giải 2K con chip với xung nhiệt mạnh. Thế nên nếu như các bạn sử dụng chiếc LG G6 này với những ứng dụng nặng hoặc là những cái tựa game mà yêu cầu đồ họa cao thì quả pin của chiếc máy này sẽ không thể đáp ứng như chúng ta nhu cầu sử dụng trong vòng một ngày, mà các bạn sẽ phải sử dụng nó với những cái cục sạc dự phòng. Chiếc LG G6 này nó cũng sẽ nổi bật ở cái nữa, đó là chúng ta sẽ có con chip Hi-Fi DAC rồi, giúp mang lại cho người dùng những cái trải nghiệm về nghe nhạc là cực kỳ tốt khi mà các bạn sử dụng chiếc LG G6 với những cái tai nghe xịn sò và những cái bản nhạc có chất lượng cao. Thế thôi, và trên đó là 3 mẫu smartphone trong tầm giá là 3 triệu đồng, trong một khúc giá là 3 triệu đồng mà mình tổng hợp đến cho các bạn ngày hôm nay, mà nó không phải là máy đến từ Trung Quốc. Và các bạn thấy 3 mẫu máy này, chiếc máy nào đáng mua nhất, xin mời comment để lại ý kiến của bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Và tất cả sản phẩm này thì các bạn có thể tham khảo tại Viettablet thông qua đường link mình cho ở phía bên dưới phần mô tả nhé. Các bạn cảm thấy video đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của X Studio. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.